Xin chào các bạn nha. Hiện nay tôi đang đứng ở cửa khẩu Thanh Thủy, Hà Giang. Hôm nay tôi sẽ làm một video khám phá ở cửa khẩu biên giới Thanh Thủy này nhé. Và hôm nay đi cùng tôi thì có em Ước. Em Ước sẽ là người đưa cũng như là hướng dẫn viên cho tôi đi chơi ở cửa khẩu này nhé. Hôm nay thì tôi lên hơi muộn, do vậy là có lẽ là tôi không sang được bên kia. Đi bên kia thì cần phải có giấy thông hành và hộ chiếu, rất là ngoằn thủ tục, vất vả lắm. Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi khám phá cửa khẩu bên Việt Nam nhưng mà giáp Thanh Thủy nha các bạn nhé. Rồi bây giờ mời các bạn cùng tôi đi nhá. Ước chào mọi người một tí nhá. Chào mọi người nhá. Đấy, đi cùng tôi thì có em Ước thì người thổ địa ở đây rồi. Đấy. Em ơi, bây giờ sang Trung Quốc thì thủ tục nó có khó? Làm sổ ở đây luôn à? Hết chi phí hết khoảng bao nhiêu tiền một sổ? Mất tầm 130.000 à? Ô thế trước anh thấy bảo là có những đợt mà nó hàng 600.000. À đâu đấy là đi, nếu mà mình đi 3 tháng thì 300. À. Còn mình vượt biên tức là thông hành sang cửa khẩu là hết 130. 130. Xong đi trong ngày đấy. Đi xong là về luôn. Đi trong ngày về. Đi sáng đi chiều về. Trong vòng một tháng. À. Đi một tháng á. Ừ. Nhưng mà 3 tháng là 300. Nhưng mà có ngủ lại bên đấy được không? Ngủ bên đấy có. À. Không ngủ được. Không được ngủ đúng không? Chỉ đi chợ thôi đúng không? Và ở đây thì giới thiệu với mọi người có rất nhiều các cái hàng điện tử. Đa số là nhập từ bên Trung Quốc sang đây. Đấy, có cả các cái chậu điện lan rất là đẹp nha các bạn nhá. Đấy, quần áo, hàng điện tử rất là nhiều. Và bây giờ tôi sẽ đi một vòng đã. Tí có gì tôi sẽ giới thiệu, có gì hay tôi sẽ giới thiệu nhá. Bạn cùng theo dõi nhá. Đây, dao nồi song chảo, đây là các cái đồ dùng gia dụng thôi. Cái này thì rất là quen thuộc rồi. Bây giờ mình đi tìm cái hàng gì nó độc đáo mà nhiều lúc là các bạn cứ hay hỏi. Ở đây bên mình thì có cái gì, cửa khẩu bên mình có cái gì độc đáo không em? Khu này thì nó chỉ bán đồ tạp hóa mỹ phẩm đấy. À. Không có gì đặc sắc đấy. Ừ. Toàn các đồ chơi thôi. Đồ chơi trẻ em thì rất nhiều các bạn ạ. Không có đồ chơi trẻ người lớn. Có đồ chơi người lớn không? Không có. Không có. Đồ chơi trẻ em thì rất nhiều nha các bạn nhá. Đấy. Đây à. Anh có mua gấu không? Gấu không? Gấu anh đang thiếu nhưng mà anh thích mua gấu nó. Nó thật cơ. Mua gấu nó phải thật cơ. Chứ còn gấu bông này thì nhà nhiều rồi. Gấu bông nhà nhiều rồi. Ừ. Muốn gấu, mua gấu, gấu thật thôi. Và đây có rất là nhiều gấu nhỉ. Ừ. Cái con gấu này đáng yêu nhỉ. Bao tiền một con này nhỉ chị? Một trắng nhỉ. À, ít bái khoai. Đấy, là 100.000. 100 đồng nhé. Ít bái khoai là 100 đồng nhỉ. Ừ, 100.000 Việt Nam. Đó. Ước biết nói tiếng Trung không? Em á? Ừ. Em biết ít rồi. Biết, đủ dùng rồi. Đủ dùng là được rồi. Biết nhiều. Ồ, đây là có rất là nhiều các cái đồ. Ba. Câu này. Wow. Cần câu nhiều nhỉ. Các cháu xem một tí nhá. À, đây đa số là người bên kia sang đây bán hàng nhỉ? Đây toàn người Trung Quốc sang đây. Cần câu. Cần câu thì đẹp nhỉ? Nhưng cần này không có dán giá à? Này, cái này cần đắt nhất chắc đến triệu. 700 mấy cho em hỏi. 700 mấy là đắt nhất à? Hơn 700. Bán được đồ. Cái tô vít này rất là đắt. Ná cao su. Bắn bi ấy. Ừ. Nhiều phết nhỉ, nhiều đồ. Súng đèn các kiểu bắn bi này. Ừ. Đây là. Đẹp đấy nhỉ. Phèo lèng. Ờ tô tô. Có không? Ở đây có cái chân này không? Không có chân quay này à? À ở đây lại không có cái chân quay. Ở bên Lạng Sơn có nhiều cái chân quay này lắm. Anh chờ hôm nào làm cái bình này không đi đâu, mang rượu đi. Được đấy nhỉ.
Cái bình này nhiều mà, các nhiều, nhiều người mà đeo. Cái 5 lít này là bao tiền à, bà? 5 lít có kể lên. Cái này đây đây mới là 5 lít à? Cái này là bao nhiêu? 200 nghìn. To đấy nhỉ. Ở đây là có các cái công cụ gãi lưng. Gãi lưng, đập lưng. Tầm quất. Wow, đây cái gãi lưng này. Hay phết nhỉ. Cái gì cũng có nhỉ. Xuống cao su. Quần áo thì rất là nhiều. Đây không có khu ẩm thực à em? Không có. Không có khu ẩm thực. Sang sang bên kia mới có nhỉ. Sang bên kia làm sổ lâu lắm rồi. Sổ mới vào Trung Quốc nói mình đi chơi, đi chợ lâu, làm lâu. Còn mà em đi. Rồi rồi rồi. Anh đi lên đây một tí. Giới thiệu với mọi người, trước đây khu này là câu lạc bộ casino nha các bạn nhé. Đây chính là cái casino quốc tế nhưng mà bây giờ ta không hoạt động rồi. Trước những năm 2004-2005 là ở trên này casino vẫn phát triển nhé. Nhưng mà bây giờ là có lẽ là cơ chế mỗi năm một khác các bạn ạ. Đó, bây giờ tôi đã đi lên đến cái khu vực kiểm soát rồi. Không biết có được vào bên trong không. Trước chợ búa là ở quanh đây. Mà bây giờ có lẽ là phân cho các hộ dân hết rồi các bạn ạ. Đó. Đây, đứng ở đây thì các bạn có thể quan sát sang được bên biên giới bên kia. Nhưng mà với là thủ tục đi như nào. Đấy, tôi thử đi xem có đến được cột mốc giáp danh hay không. Ra là ở cửa khẩu này thì không có ẩm thực gì các bạn ạ. Tôi cũng rất muốn thử một cái món ẩm thực ở Trung Quốc nhưng mà bên này lại không có. Đây là khu làm việc kiểm soát của biên phòng, hải quan, các cái vận tải quản lý ở đây. Là bên này là trạm kiểm soát liên ngành này các bạn ạ. Đó. Và bên này thì có các container này các bạn ạ. Chở hàng để xuất nhập cảnh rất nhiều. Ồn quá các bạn thông cảm nhá. Đây xe cộ đi lại, người ta giao thương rất là nhiều. Đó. Đây. Các bạn lên trạm kiểm soát này. Nếu mà các bạn muốn qua biên giới thì các bạn phải làm các cái thủ tục như là chụp ảnh thẻ và làm thông hành thì ở khu bên dưới đó, và lên đây đóng dấu nha các bạn nhé. Sau khi lên đây đóng dấu nó còn có mấy cửa nữa cơ các bạn ạ. Sự là bây giờ đi sang biên giới có rất là nhiều thủ tục các bạn ạ. Không như ngày xưa tôi đi qua biên giới là chỉ mua vé 3.000, chỉ có 3.000 đồng thôi, xong là sang bên kia thoải mái. Và ở đây khóa rồi các bạn ạ, không biết là có cho sang không. Tôi thử đi hỏi xem mấy anh hải quan ở đây có cho tôi lên quay cột mốc không. Hỏi thôi, có lẽ là không được các bạn. Trước thì bọn tôi được lên trên kia cơ, như là phải đi đường trên này, phải có dấu thì mới đi vào đường bên trong này được các bạn.
như vậy là muốn đi sang cửa khẩu thì các bạn phải đi qua tòa nhà này nhé các bạn nhé. Không qua tòa nhà này thì không sang biên giới được các bạn ạ. Sự là đây là một cái thủ tục mới. Trước đây tôi đi toàn đi đường kia thôi, đi đường thẳng, đi phát thẳng thôi. Bây giờ là làm ngặt hơn, rất khó sang. Tôi thử ra hỏi xem có ra được cột mốc không nhé. Anh ơi, cho em hỏi là em có thể lên đến cái cột mốc giáp danh nhiều không? Anh đi vào cửa suốt cảnh, cái anh ngồi trực ở trong. À thế là có thủ tục gì không? Anh cứ đi vào cửa suốt này, cứ giới thiệu, thế là anh cứ đi đi. Rồi, ok. Không được quay ạ. Không quay đâu. Vâng. Đi sang được đúng không? Vâng. Rồi. À, như vậy tôi sẽ đi qua cửa xuất nhập cảnh nhé. Cửa này thì không được quay nha các bạn nhé. Các bạn thông cảm nha, nếu mà tôi sang được không mất thủ tục gì thì tí tôi sẽ nói sau. Rồi, ok. Như vậy là ở trong nhà thì không được quay các bạn ạ. Còn đi từ đây lên thì được quay nhé. Tôi sẽ đưa các bạn lên đến cột mốc giữa giáp danh biên giới Việt Nam và Trung Quốc cho các bạn xem nhé. Đó. Vậy là cũng rất là thoải mái thôi. Anh em nếu mà muốn lên cửa khẩu chơi chỉ ở bên này thì chúng ta cũng rất là đơn giản thôi. Và bây giờ tôi sẽ đi lên cột mốc giáp danh cho các bạn xem nhé. Đây thì có rất nhiều container. Không biết là xuất hàng gì nhưng mà theo tôi nhìn thấy là đa số là ván bóc các bạn ạ. Toàn ván bóc thôi. Ván bóc với giấy ép các loại. Đây là ở biên giới thì có rất nhiều cái nội quy, quy chế nghiêm ngặt. Do vậy chúng ta phải hết sức thông cảm. Đi đến đâu thì hỏi đến đấy nha các bạn nha. Đừng có chúng ta đừng có tự tiện. Nếu tự tiện là các bạn sẽ bị một là nhắc nhở, hai là nặng hơn là sẽ bị phạt đấy các bạn ạ. Đó. Rồi, ok. Giờ tôi đã đến cửa khẩu Thanh Thủy rồi. Đấy, cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy nha các bạn nhá. Bạn thấy đẹp không ạ? Ok. Gạo Việt Nam mình là tinh bột sắn xuất sang bên Trung Quốc rồi. Đây là những cái container tinh bột sắn các bạn. Không biết là xe bên kia người ta xuất cho chúng ta là cái gì đây. Đến cái chỗ này thì có lẽ là tôi phải xin phép anh ấy để lên cột mốc kia review cho các bạn xem một chút nhé. Chào anh, em có thể ra chỗ cột mốc được không ạ? Ok. Đây là mọi người luôn tạo điều kiện thôi các bạn ạ. Đây chính là cột mốc Việt Nam và Trung Quốc các bạn ạ. Đấy, bên này là thị trấn Thiên Bảo, China, Trung Quốc. Đó, các bạn thấy cổng đẹp không ạ? Đây là cột mốc giữa Việt Nam và Trung Quốc. Giới thiệu với mọi người, thực sự là cái cột mốc thì có rất nhiều cái nội quy nhưng mà tuy nhiên là tôi cũng không nắm được rõ, nhưng mà ở đây thì tôi thấy có cái cột mốc này, có cái hình chóp này. Có người thì bảo là cột mốc Việt Nam là nó bằng cột mốc của Trung Quốc thì nó nhọn, thì theo tôi nghĩ là không phải đâu. Đây chính là những cái quy hoạch của
các vùng thôi các bạn, mỗi nơi. À, có lẽ là tôi chỉ đến đây thôi và được phép chĩa máy quanh đây thôi các bạn ạ. Đó, tôi không thể sang bên kia được bởi vì tôi không có giấy thông hành cũng như là không có một cái thủ tục gì cả. Rồi, hôm nay video của tôi chỉ mang tính là đến cửa khẩu Thanh Thủy và cho các bạn xem thôi. Thực sự là cái cửa khẩu này thì tôi đi rất nhiều rồi các bạn ạ. Đó, trước đây trong những năm bán vé thì tôi đi sang bên này rất là nhiều rồi. Tôi đi từ lúc vé 3.000 đồng các bạn ạ. 3.000 đồng nha, 3.000 đồng Việt Nam mình mua một cái vé như kiểu vé vào xem xiếc ấy là có thể là đi qua được cái cửa khẩu này. Nhưng mà cho đến những năm 2006, 2007 là bắt đầu bắt buộc bằng thông hành rồi các bạn ạ. Và đến bây giờ muốn qua cửa khẩu này thì phải mất 130.000, theo tôi vừa mới tìm hiểu đó là mất 132.000. Đó là làm một cái sổ thông hành tháng. Các bạn chỉ được sang bên đó ở một ngày xong lại về thôi. Còn nếu mà bạn nào mà muốn sang nghỉ lại qua đêm thì phải có hộ chiếu cũng như là thông hành qua đêm. Đó thì mới được sang nha các bạn nha. Đấy, còn các cái thủ tục mà ở lâu hơn nữa thì nó thuộc vào thông hành nha các bạn nhé. Còn bây giờ tôi sẽ review cho các bạn xem toàn bộ cái cửa khẩu của Việt Nam mình nó như thế nào nha các bạn nha. Rồi. Đấy, các bạn thấy không? Quá đẹp. Đấy, bên kia là Trung Quốc. Đó. Bên kia là Made in China. China. Đây, China. Thiên Bảo. Đây là tỉnh Vân Nam các bạn ạ. Wow. Đây. Biên giới của chúng ta giáp ranh đây. Giáp ranh chỉ có một cái khe suối này nha các bạn nha. Đây nha. Đây. Đây là cái khe suối giáp ranh đây này. Các bạn ạ. Đó. Đấy, sang bên kia là thuộc địa bàn Mốc. 200 bên này là 261. À, bên Việt Nam mình có một cái mũi nhọn. Bên Trung Quốc thì không có mũi nhọn các bạn ạ. Cái cột mốc ấy. Đó, cái cột mốc này nó không có cái mũ ở trên đó. Bên mình thì có cái mũ như này các bạn ạ. Đấy, có cái chóp. À, có lẽ là phân chia giữa cái đặc điểm của cột mốc là ở cái chóp kia các bạn ạ. Đó, cái chóp. Đấy. Bên này thì không có chóp các bạn ạ. Cái cột mốc này không có chóp bằng. Đấy, đây là cột mốc của Trung Quốc. Cột mốc của mình có cái chóp. Thôi. Đấy là cái nội quy cũng như là cái đặc điểm để phân biệt riêng, có lẽ là ta cần phải tìm hiểu sau thôi, chứ còn bây giờ tôi mời các bạn ngắm một chút về cái cảnh cửa khẩu biên giới này thôi. Đó, đây. Trước đây tôi cũng sang bên kia hết rồi. Thực ra bên kia nó cũng chẳng có gì đâu các bạn ạ, cũng như bên mình thôi. Trong những năm trước đây bán vé thì sang bên kia rất là nhiều hàng. Nhưng mà từ lúc làm cái thông hành ấy thì ở bên kia không có hàng mấy đâu. Muốn đi mua hàng thì phải đi vào sâu và một khoảng 80 km đến 100 km ở bên cửa khẩu Thiên Bảo này thì chúng ta mới có một cái chợ gọi là chợ Thiên Bảo rất là lớn ở trong này. Đó. Đấy. Ở trong đấy thì có rất là nhiều thương lái Trung Quốc, người ta bán rất là nhiều các cái đồ có thể là nó rẻ hơn Việt Nam rất là nhiều. Đấy, chứ còn bây giờ ở cửa khẩu này bây giờ chúng ta lại không có nhiều rồi các bạn ạ. Đấy. Trước tôi đi bằng vé thì sang bên kia rất đơn giản, sang đấy cũng chỉ có ăn thịt nướng, xong là uống một vài chai rượu sương mù, uống rượu xong lại về thôi. Chứ bên đấy thì chỉ có rượu này, pháo này. Đấy. Chứ còn nếu mà muốn buôn bán thì chỉ có đi vào sâu ở nội địa bên Trung Quốc thì chúng ta mới có nhiều mặt hàng nhé các bạn nhé.
Rồi. Rồi, như vậy là tôi đã review cho các bạn xem toàn cảnh về cửa khẩu cũng như là các cái thủ tục chúng ta muốn sang biên giới để tham quan du lịch như là đi chơi, thì các cái thủ tục nó chỉ như vậy thôi các bạn ạ. Một là các bạn đi bằng thông hành đi trong ngày, hai là các bạn đi thông hành nhưng mà đi 2 ngày đến 3 ngày, thì đó là do chúng ta làm cái thủ tục đó ở bên Việt Nam thì chúng ta sẽ sang thoải mái thôi, có thể là vé tháng, vé năm, vân vân, đấy là theo các quy định của quốc tế rồi. Bây giờ tôi cũng chỉ xin phép review cho các bạn xem toàn cảnh về cửa khẩu biên giới Việt Trung ở Thanh Thủy cho các bạn biết như vậy thôi nhá. Có lẽ là giờ tôi cũng xin phép là kết thúc video và bây giờ tôi sẽ đi về thành phố Hà Giang. Sự là ở cửa khẩu thì không thể bay flycam được. Tôi cũng rất muốn cho các bạn xem ở bên nước bạn có những cái gì. Thực sự là tôi đi rồi nhưng mà tôi tả thì nó không được hay lắm, nhưng mà nếu mà bay được thì cho các bạn xem toàn cảnh thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ là không bay được các bạn ạ. Thôi bây giờ tôi xin phép giới thiệu như vậy thôi. Và bây giờ tôi sẽ phải về. Đây là các cái container đang xuất nhập cảnh nhá. Rồi các bạn thấy video của tôi hay và ý nghĩa thì hãy like, share, chia sẻ. Và đặc biệt là đăng ký kênh và ủng hộ tôi trong các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.